thấy tốc độ giảm hẳn, anh biết máy bay chỉ còn cách mặt đất một cây số. Chân càng bật ra, anh vội thu càng lại. Anh liếc nhìn đồng hồ đo nhiên liệu, thấy xăng sắp hết, nhìn quanh không thấy đồng đội mình. Anh quyết định cho máy bay về sân bay, nhưng đồng hồ la bàn không làm việc, trong khi đèn đỏ đã bật lên báo hết xăng. Anh lập tức cho máy bay tăng độ cao để bay vào đất liền anh cảm nhận mình đang ở giữa khoảng không của nghệ an và hà tĩnh anh đã nhận được lệnh cho phép nhảy dù mang tâm trạng giống phạm ngọc lan anh không thể vứt bỏ chiếc máy bay này được không đời nào anh vứt nó để thoát thân tuy ở rừng núi thì khó khăn trở ngại hơn nhưng đồng đội của mình đã hạ cánh được thì mình cũng hạ cánh được anh học tập kinh nghiệm hạ cánh của lan và anh phải hạ cánh an toàn như lan anh quyết định vượt qua địa hình hiểm trở của rừng núi cho máy bay lượn một vòng để tìm địa điểm hạ cánh dưới mắt anh những cánh rừng già cứ lướt qua ở đâu mà có nhiều rừng già thế này quanh rừng già lại có nhiều con suối cạn hai bên có hai dải lúa anh thấy nhẹ nhõm khả năng hạ cánh đã có được thế là tốt rồi. Nghĩ vậy, anh quyết định cho máy bay hạ thấp độ cao, nhưng vừa hạ xuống đã gặp một cánh rừng. Quả không dễ chút nào. Anh quyết định kéo cần lái cho máy bay bay cao lên, vượt qua cánh rừng. Lúc này, sự sống chết của anh đã gắn với vận mạng của chiếc máy bay. Thấy tốc độ vẫn còn lớn mà khả năng bẻ cần lái thì không còn nữa anh bắt đầu cho máy bay hạ đuôi phía trước kéo lê để giảm tốc độ vượt qua được mấy con khe anh định cho máy bay bay vòng nhưng máy bay đã hết nhiên liệu nó chỉ còn bay theo đà quán tính trong cái rủi thường có cái may và cái may đã đến với anh một bụi che ngà đã níu giữ một bên cánh máy bay lại một cơn rung chuyển dữ dội tất cả như tối sầm đó là giây phút anh bắt đầu choáng ngất không còn biết gì nữa không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi anh tỉnh lại thì không gian bốn bề im lặng anh vẫn chưa nhớ điều gì đã xảy ra và cũng không biết mình đang ở đâu anh cố lắng tay nghe nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp đập của tim mình không gian sao mà vắng lặng một sự vắng lặng mà anh chưa hề gặp. Điều gì đã xảy ra và ta đang ở đâu? Dù ở đâu thì anh thấy máy bay mình cũng đang ở trên mặt đất. Anh đưa mắt quan sát, thấy chung quanh mình toàn những che lúa, khe suối và rừng xanh. Anh bắt đầu tháo nút dù, mở nắp cabin. Một luồng không khí mát mẻ ùa đến, làm cho anh tỉnh hẳn người. Anh ngửa mặt lên, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi nó thanh bình làm sao anh biết mình vẫn còn sống anh đưa hai tay bám chặt mép cửa khoang máu trên mặt tiếp tục chảy thành dòng xuống cổ anh cố bước qua mép khoang để xuống đất anh ngồi trên mặt đất một lúc cho hồi sức rồi đứng lên quan sát anh nhìn kỹ khu đất chiếc máy bay đang nằm anh không hiểu tại sao mình lại có thể hạ cánh xuống được một nơi như thế này trong danh giới giữa cái sống và cái chết thì sự khôn ngoan và thông minh đã lóe lên để giúp con người vượt qua cái chết thật kỳ lạ khi vượt qua hiểm nguy rồi con người ta lại không giải thích được vì sao mình lại vượt qua được cái khoảnh khắc nguy kịch ấy người ta hồ nghi với cả chính bản thân mình tâm trạng của biên đội trưởng trần hanh lúc này cũng như vậy anh chưa tin mình làm sao lại có thể hạ cánh được anh nhìn chung quanh rồi nhìn những vệt máu của mình đã đóng khô từ lúc nào trên áo kháng áp máu vẫn còn tiếp tục nhỏ xuống đám bùn dưới chân anh những lùm cây hai bên bị bùn tạt lên khi máy bay hạ cánh trở nên xác sơ như có một vệt bom đi qua anh tự hỏi mình đang ở đâu, bờ Nam hay bờ Bắc dưới tuyến. Anh đứng nhìn hai dải lúa như hai dải lụa xanh, nhìn những bụi tre ngà vàng óng, những ngọn đồi nhúm xanh tươi mát. Nhìn xa xa, anh đã thấy thấp thoáng làng mạc. Anh kêu lên, làng mạc đây rồi. Anh chợt nhớ đến huân, năm, giấy. Anh nhớ khi bắn xong, anh đã hạ lệnh cho cả ba người, nhanh chóng rút về hậu cứ không biết đồng đội của anh bây giờ đâu rồi có ai trong họ gặp điều gì không bây giờ mọi máy móc và điện đài đều không làm việc làm cách nào để liên lạc được với đơn vị chỉ còn một cách là lần vào làng thì may ra mới biết được mình đang ở đâu để tìm cách liên lạc về đơn vị nhưng vào làng thì để chiếc mic đã gắn bó thân thương như máu thịt của anh lại cho ai. Đang suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, anh chợt nhớ đến chiếc máy ảnh còn đặt trên máy bay. Anh quyết định đến tháo nó ra mang theo để sau này xem toàn bộ trận đánh đã diễn ra thế nào. Anh lấy chiếc tuốc David vít lên mũi máy bay, tháo chiếc máy ảnh rồi cho vào tấm vải lót của chiếc mũ bọc lại, đóng nắp cabin ôm chiếc máy ảnh rào bước vào làng cánh rừng trầu như một bức thảm hoa tuyệt đẹp trải ra trước mắt anh làm dịu đi cơn đau cũng như những bồn chồn lo lắng trong anh anh đưa mắt ngắm những cây trầu cây nào cũng thẳng lá to hoa sai màu trắng tinh tỏa hương thơm ngát vậy đây là đâu anh do dự trước khi đặt chân vào làng bỗng anh nhìn lên thấy trên chiếc cổng trào lớn có treo một câu khẩu hiệu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bên phải cổng trào còn có câu Mọi người đều phải đi học bình dân học vụ. Lúc này thì anh đã khẳng định mình đang ở đất miền Bắc. Khi anh sắp sửa đặt chân vào làng thì một đoàn người tay cầm súng, dao, cuốc thuồng, gậy gộc, đòn gánh từ trong làng chạy ra. Họ hô to, Bà con ơi, đi bắt phi công giặc Mỹ. Máy bay giặc Mỹ đang rơi ngoài đồng. Mọi người đang lao ra đồng, bỗng nhìn thấy anh từ phía sau. Vòng đường vòng đi đến, trên mình còn mặc bộ quần áo phi công. Lập tức các chiến sĩ dân quân chĩa súng vào anh và hô. giơ tay lên! Tiếp đó là một rừng sao dựa đòn gánh, tu tùa rơi lên trước mặt anh. Tất cả đều hô lớn, giơ tay lên! anh đứng bình lặng nhìn cái khí thế sụp sôi của đồng bào mình thấy anh không giơ tay tiếng hô lại càng lớn hơn nhiều người đã giơ đòn gánh lên định phang nhưng các chiến sĩ du kích đã ngăn lại đợi cho tiếng hô giảm xuống anh bình tĩnh nói lớn thưa đồng bào thưa bà con chiếc máy bay rơi ngoài đồng là máy bay của miền bắc chúng ta đã làm xong nhiệm vụ vì hết xăng nên đã hạ cánh ngoài đồng đó là máy bay việt nam máy bay của bác hồ tôi là phi công của quân đội nhân dân việt nam phi công của bác hồ một ông cụ già nhất trong đoàn người tay vung nhịp cái lưỡi mác nói bà con hãy trật tự anh xã đội trưởng cũng ra lệnh cho dân làng tàn ra theo đề nghị của anh đồng chí xã đội trưởng đã cắt một toán dân quân cấp tốc ra ngụy trang máy bay còn tất cả dân làng đưa anh vào làng họ vây chật ních chung quanh anh họ mặc áo quần của dân tộc trăm qua ánh mắt anh thấy dân chưa thật sự tin mình anh liền đưa cái phù hiệu lên thưa dân làng thưa bà con đây là phù hiệu phi công nhân dân việt nam dân làng liền xeo lên đúng phi công việt nam phi công của ta phi công của bác hồ rồi hoan hô phi công anh cán bộ xã đội liền phóng xe đạp lên huyện dân làng cho anh ăn uống và quay quần bên anh hết hỏi chuyện này đến chuyện khác cho đến khi đêm xuống anh cán bộ xã đội trở về cùng đồng chí huyện đội trưởng chỉ huy trưởng huyện đội cũng là người dân tộc người chỉ huy trưởng huyện đội chào rồi ôm chầm lấy anh anh ơi cùng lúc tôi nhận được hai tin tin trên thông báo có máy bay của ta rơi phải đi tìm cứu phi công trần hanh ngay lúc ấy thì dưới cũng lên báo tin có máy bay hạ cánh và nói là phi công trần anh phi công bác hồ anh ơi người anh có sao không tin truyền đi rất nhanh bây giờ không chỉ có dân trong làng mà dân cả xã tận những làng xa xôi cũng kéo đến để tận mắt xem máy bay phản lực và phi công của mình dân đứng chật trong nhà ngoài sân chật đường làng vui như hội đâu đâu cũng vang lên tiếng nói khăm lơi bác hồ con trời của bác hồ dân mang khoai trứng chuối gà vịt cho anh dân làng bắt đầu đốt củi ngồi trên ngôi nhà sàn của bản kẽ tằm dân làng vui với anh cho đến tận khuya dân làng ngủ quanh anh bên bếp lửa hồng anh nằm yên lặng không sao ngủ được phần do chấn thương đau nhức Phần nghĩ huân năm giấy Những đồng đội của anh Không biết ai còn ai mất Họ bây giờ ra sao Bà con dân làng Đã ngáy đều đều quanh anh Bếp than vẫn đỏ hồng Mấy tiếng khăm bởi lơi bác hồ Cứ vang mãi bên tay anh Không có gì ấm áp Bằng tình đồng bào Và tổ quốc Anh vừa chợp mắt Thì trời đã sáng Phía đông đang bừng lên một màu hồng rạng rỡ Dân làng lại đến vây quanh anh Họ nói máy bay Bắc Hồ đã được ngụy trang kín đáo Anh yên tâm mà đi bệnh viện Mặc dù đầu trắng váng, cuộc sống tê buốt Mấy lần đứng lên lại ngồi xuống Nhưng anh nhất định không chịu để dân làng đặt lên cáng Dân làng không chấp nhận để anh tự đi Họ lại đặt anh lên cáng, nói khăm bờ lơi bắc hồ thì phải về gặp bắc hồ chỉ huy trưởng huyện đội cho biết tỉnh đội trưởng đang chờ đón anh ở phú quỳ lúc anh tới nơi thì trời đã trưa trần hanh nhận ra chỉ huy trưởng tỉnh đội là bạn mình và bạn anh cũng reo lên ôi trần hanh trần hanh đây rồi anh quay lại nói to xin vô cùng cảm ơn bà con bạn ôm chặt lấy anh giữ chặt anh mãi trong lòng không buông ra giọng bạn nhỏ nhẹ như để động viên anh trần hanh ơi tôi đã báo cáo về bộ tổng tham mưu rồi trên đã cử đồng chí phạm khắc hy đưa xe vào đón anh về cám ơn cậu hai người buông nhau ra đã thấy bà con trong vùng các mế các ké cùng cán bộ chiến sĩ trong cơ quan huyện đội đã đứng vây chặt xung quanh trần hanh đưa hai tay nắm hai cánh tay bạn nhìn vào mặt bạn hồi lâu nói hà quế dạo này anh khỏe mạnh mà đẹp trai nữa vâng dạo trước tôi yếu quế vẫn cao to thân vóc không khác xưa nhiều nổi bật trên khuôn mặt đầy đặn là đôi mắt sáng hai người đã trở nên quá thân thuộc khi chiến đấu bên nhau ở đại đoàn đồng bằng giọng quế vẫn ồm ồm như lạnh vỡ một lần công tác qua Hà Nội, tôi có ghé thăm anh chị, nhưng chị Xuyến cũng đi vắng, tôi chỉ bế cháu Hà một lúc rồi ra đi. Con bé giống anh không để đâu cho hết, tôi bế nó mà cứ ngắm khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt sáng, đôi mảy sách của nó. Con bé rất ngoan, sau này cháu sẽ hiền lành giống anh. Vâng, có một lần tôi về thăm nhà, nghe nói có một người bạn chiến đấu của tôi ghé qua thăm nhưng tôi không nghĩ đó là anh nhà tôi và bà con hàng xóm cũng bảo con bé giống tôi lắm lúc hai người đã ngồi xuống bên nhau tỉnh đội trưởng quế nói mỗi lần anh bay thế này chắc chị ấy hồi hộp lo lắng lắm đúng thế anh quế ạ à, nhưng nhà tôi đã xác định rằng đến lúc nào đó cũng chỉ thấy tôi qua gương mặt bé hà đúng thế thật bởi sự sống và cái chết của chiến sĩ bay chỉ trong chớp mắt hai người không thể kéo dài câu chuyện khi bà con gần xa nghe có con nhà trời xuống bộ đội trên trời của bác hồ xuống cứ ùn ùn gùi gạo gùi nếp gà vịt hoa quả đến cho hai người quay sang tiếp đón dân mặc dù mệt anh vẫn dành thời gian kể chuyện đánh máy bay giặc mỹ ở trên không cho bà con nghe họ vỗ tay hết đợt này đến đợt khác trong khi đó tỉnh đội trưởng Quế viết ngay một bức điện điện về bộ tổng tham mưu. Tôi đã gặp Trần Hanh an toàn khỏe mạnh, máy bay được bảo vệ an toàn, chờ lệnh của bộ. Quế giao cho Trần Hanh chiếc đài bán dẫn của mình để bạn nghe tin tức. Đúng giờ bản tin của đài tiếng nói Việt Nam, anh liền mở ra để nghe. Anh đang nóng ruột muốn biết tin tức của trận đánh trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, quân và dân cầu Hàm Rồng Thanh Hóa đã hợp đồng chiến đấu cùng bộ đội phòng không không quân, hải quân, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và nhân dân thị xã Thanh Hóa lập công lớn. Theo tin đầu tiên mới nhận được, quân dân Thanh Hóa đã bắn cháy và bắn bị thương 30 máy bay phản lực hiện đại của giặc Mỹ. Trong đó có 20 chiếc bị bắn cháy, bắn rơi tại chỗ bắt sống nhiều giặc lái bảo vệ an toàn cầu hàm rồng bản tin qua đã lâu mà trần hanh vẫn ngồi lặng phắc như một pho tượng trong cơn xúc động bồi hồi nhớ đến huân năm giấy anh nhớ đến từng lời nói từng nét mặt từng cử chỉ từng động tác từng nụ cười của họ những gương mặt thân yêu ấy đã trở nên gắn bó với anh anh mong biết tin tức của họ Anh mong được gặp lại Để ôm chặt họ vào lòng Giờ đây trong họ Ai còn Và ai đã mãi mãi ra đi Không bao giờ được nhìn thấy mặt nhau Một ngày chiến đấu Địch đông như vậy Không biết các biên đội bạn Làm nhiệm vụ yểm trợ Có sao không Trận đánh hôm qua Là một trận đánh vô cùng ác liệt đồng đội anh có thể có người hy sinh nghĩ vậy một nỗi buồn ập đến anh nhắm mắt lại đúng lúc ấy tỉnh đội trưởng quế cũng vừa bước vào biết tin thắng lớn hiểu thấu nỗi lòng bạn tỉnh đội trưởng vừa nói vừa đặt tay vào vai bạn trần anh chúng ta phải mở tiệc mừng đại thắng lợi ba hôm nay chỉ riêng khu vực cầu hàm rồng và chúng ta đã bắn tan xác 30 máy bay Mỹ. Chiến công thật tuyệt vời. Trong phút chốc, từ khi anh và tỉnh đội trưởng Quế có mặt, cơ quan huyện đội vui hẳn lên giống một ngày mở hội. Đối với Trần Hanh, lại càng vui khi anh mở đài phát thanh BBC rồi cả đài tiếng nói Hoa Kỳ ra nghe. Tất cả đều đưa tin về hai ngày qua trong trận đánh ở cầu Hàm Rồng. Nghe cái tít của bản tin, anh đã hiểu tất cả. Không lực Hoa Kỳ đã bị mít Bắc Việt Nam chọc tiết. 30 oanh cơ hiện đại của Mỹ trong hai ngày 3 và 4 tháng 4 đã bị bắn rơi, bắn hạ trên bầu trời Bắc Việt Nam. Trong các trận đánh này, không lực Hoa Kỳ đã huy động 300 máy bay chiến đấu hiện đại, một số lượng lớn máy bay mà chỉ tập trung tấn công vào một mục tiêu nhỏ bé cầu hàm rồng nằm trong vùng cán son mục tiêu đã được quân bắc việt nam bảo vệ an toàn chiếc cầu hàm rồng vẫn đứng vững cho hàng ngày xe tiếp viện vào nam đi qua thuyền trên sông vẫn đi người dân ven sông vẫn đánh cá vẫn ra đồng ra bãi trồng lúa trồng rau bên tay anh đâu đâu như vẳng lại tiếng hò của người dân sông mã dô hầy dô hò. Sau những phút vui mừng khi nhận được tin thắng lớn ở khu vực cầu Hàm Rồng, Thượng tướng Văn Tiến Dũng lại nhận được báo cáo có hàng chục đồng bào Nam Ngạn đã bị bom Mỹ giết chết trong hai ngày mồng 3 và mồng 4 tháng 4. Cả biên đội huân hanh năm giấy chưa một ai trở về, không biết họ còn hay đều đã hy sinh lòng ông bồi hồi xúc động thương đồng bào và những chiến sĩ thân yêu của mình giải quyết xong mọi công việc ông ra khỏi bộ tổng tham mưu khi trời đã ngả chiều thượng tướng đến thẳng phủ chủ tịch bác hồ đang làm việc ở nhà sàn có ý đợi thượng tướng bác vừa ngừng viết thì đồng chí vũ kỳ vừa bước vào dạ thưa bác anh dũng đến rồi ạ à? mời chú ấy vào dạ thưa bác anh ấy đây rồi ạ à? người đứng lên bước ra khỏi bàn bắt tay thượng tướng người chỉ tay mời thượng tướng ngồi rồi quay lại dặn chú kỳ này vâng dạ thưa bác người đưa mấy tờ giấy ra cho đồng chí vũ kỳ dặn chú cho đánh máy thư này rồi đưa đến để bác ký thưa bác vâng ạ à? đồng chí đón nhận mấy trang giấy mà người vừa viết tay xong định đi thì người lại hỏi tiếp chú đã mời chú ba chú năm chú tô chú sáu thọ đến để cùng nghe chú dũng báo cáo tình hình luôn chưa dạ thưa bác rồi ạ à, các anh đều đến kia rồi thượng tướng ngắm nhìn cử chỉ của người rồi liếc nhìn chiếc đèn pin đặt bên cạnh chiếc mũ sắt thượng tướng xúc động và thấy thương bác vô hạn suốt cuộc đời chiến đấu cho đến bây giờ đã bảy mươi tuổi mà người vẫn chưa có một giây phút nào được thành thơi cả dân tộc việt nam là gia đình thân yêu nhất của bác cả tổ quốc việt nam là quê hương xứ sở của người bao giờ cũng vậy hình như cứ mỗi khi các đồng chí trong bộ chính trị đến gặp bác nghe bác trao đổi dặn dò công việc bác như vui hẳn lên trước khi vào công việc các đồng chí lê duẩn Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ bao giờ cũng có những câu chuyện và tiếng cười vui sảng khoái với bác. Giống mọi khi, sau những phút vui cởi mở, người lại ngồi vào chỗ của mình, người nhìn các đồng chí trong bộ chính trị một lượt, bắt đầu nói. Hôm nay, bác nhận được tin các chiến sĩ biệt động Sài Gòn đánh rất giỏi, lại được cả tin quân dân hàm rồng thanh hóa, đánh to thắng lớn. Bác đề nghị chú Dũng sang báo cáo tin tức và tình hình chiến sự để tất cả chúng ta cùng nghe. Bác xin mời chú Dũng bắt đầu. Thượng tướng đã treo sẵn bản đồ chiến sự lên giá. Nghe người nói xong, thượng tướng liền đứng lên. Giọng thượng tướng điềm đạm, chậm rãi. Thưa bác và các anh, sau khi quân dân Đông Nam Bộ thắng lớn ở Bình Giã, quân và dân khu 5 đánh vào cư xá Mỹ ở Quy Nhơn trại cố vấn biệt kích Mỹ ở Pleiku thì như bác và các anh đã biết, ngày mùng 7 tháng 2 năm 1965, Đế quốc Mỹ tuyên bố mở chiến dịch sấm rền 32, bắt đầu một thời kỳ mới, ném bom, bắn phá dồn dập xuống biển Bắc nước ta thực hiện chiến lược triệt phá hậu phương miền Bắc triệt để. Trước hôm chúng đánh cầu Hàm Rồng, chúng đã cho 49 máy bay phản lực các loại cất cánh từ tàu Coransi và Hancock đậu ở vùng biển Vĩnh Linh, Quảng Bình, đánh phá khu vực thị xã Đồng Hới. Cùng lúc, chúng cho 34 máy bay khác cất cánh từ sân bay Roger, đánh phá vùng Vít Thù Lù, hướng lập Quảng Bình. Ở các địa điểm trên, chúng đã bị các đơn vị bộ đội phòng không, dân quân tự vệ, kiên quyết đánh trả. Thượng tướng chỉ lên bản đồ, nói tiếp. Báo cáo bác và các anh, trong trận đánh ở Đồng Hới, lúc 13 giờ 53 phút, từ trên tròi quan sát, các chiến sĩ ta đã phát hiện kịp thời chiếc máy bay đầu tiên của giặc Mỹ từ các hướng cồn cát phú hội bay vào. Do tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nên bộ đội đã ở sẵn trận địa để đón đánh chúng. Đơn vị pháo phòng không của sư đoàn 325 sư đoàn 341 và pháo phòng không trên các tàu của hải quân đậu ở sông Nhật Lệ cùng súng trường súng máy của phòng không nhân dân đã phối hợp chặt chẽ, đánh trả quyết liệt, bắn rơi tại chỗ bốn máy bay địch. Riêng dân quân tự vệ đã bắn rơi tại chỗ một chiếc AD4. Nhân dân đồng hới đã chấp hành nghiêm lệnh đi sơ tán từ trước nên không bị tổn thất. Địch cũng tập trung đánh phá bệnh viện dân y, nhưng bệnh nhân đã được chuyển đi hết từ trước. Địch đánh phá trường phổ thông trung học, trường đảng, trận địa pháo phòng không của tiểu đoàn 14, đánh phá doanh trại sư đoàn bộ sư đoàn 325. Thượng tướng Văn Tiến Dũng dừng lại, cầm cuốn sổ tay trên bàn, nhìn qua trong giây lát nói tiếp. "Báo cáo bác và các anh, trong trận chiến đấu này đã xuất hiện nhiều gương chiến sĩ anh dũng. Các đồng chí Lê Ngọc Lễ, bí thư chi bộ xã Phú Xá đã lấy thân làm giá súng. Trần Văn Tường nâng súng lên thẳng tầm bắn trong lúc bàn tay đang bị cháy. Mặc cho trên sông Nhật Lệ tung những cột nước dày đặc của bom và dốc két. Mẹ suốt 60 tuổi vẫn hiên ngang trèo thuyền, tiếp đạn cho các chiến sĩ hải quân ta. Chị Trần Thị Lý băng mình hết trận địa pháo này đến trận địa pháo khác để truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu chiều hôm sau đồng chí đặng tính chính ủy quân chủng đã đến trận địa để động viên cổ vũ biểu dương thành tích kịp thời các chiến sĩ và dân quân tự vệ đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đánh địch dừng lại giây lát thượng tướng nói tiếp báo cáo bác và các anh Ngày 8 tháng 2, khi Dôn Sơn tuyên bố thực hiện kế hoạch mũi lao lửa, chúng đã huy động thêm cả máy bay của không quân ngụy do Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh không quân ngụy trực tiếp chỉ huy, đánh phá bờ bắc sông Bến Hải. Địch tấn công trên hai hướng, hướng thứ nhất qua cửa Tùng, đánh phá Hồ Xá, thị trấn của Vĩnh Linh, hướng thứ hai đánh vào Đồng Hới, nhưng Radata đã phát hiện kịp thời chúng ta lại bắn rơi thêm tại chỗ bốn chiếc nữa các nguồn tin phương tây cho biết nguyễn cao kỳ bị thương nhẹ và máy bay của hắn bị thủng nhiều chỗ hắn quăng bom bừa bãi rồi cố lết về sân bay phú bài huế chợt bác giơ tay lên ra hiệu cho thượng tướng dừng lại chú dũng bác xin hỏi chú Bộ Tổng Tham mưu và Quân chủng đã có kế hoạch chi viện kịp thời cho bộ đội và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh chưa? Không chần chừ, thượng tướng đáp, thưa bác dạ có à. Lợi dụng trong hai ngày 9 và 10 tháng 2, địch tạm ngừng đám bom bắn phá, chúng tôi đã có một tiểu đoàn pháo 37 ly cấp tốc rời vinh để vào đồng hới, cùng với tăng cường thêm tiểu đội súng máy 14,5 ly tăng cường thêm hai tiểu đoàn của trường sĩ quan pháo phòng không cho Vĩnh Linh và Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân chủng đã cử đồng chí Phó Trinh ủy Nguyễn Xuân Mậu và đồng chí trưởng phòng tác chiến vào để đôn đốc và kiểm tra trực tiếp. Suốt trong những ngày qua, máy bay trinh sát U-2 của giặc luôn luôn có mặt trên vùng trời quân khu 4. Chúng tôi nhận định chúng tiếp tục đánh Vĩnh Linh Quảng Bình. Đồng thời cấp tốc mở rộng đánh phá Sang Nghệ An, Thanh Hóa. Mấy ngày tiếp đó, quân dân Vĩnh Linh Quảng Bình đã bắn rơi thêm 14 máy bay nữa của giặc Mỹ. Mũi lao lửa bị bẻ gãy, buộc địch phải phân tán đánh nhỏ, đánh lẻ ở các đầu mối giao thông. Thấy thượng tướng vừa dừng lại, người hỏi: "Chúng ta đã động viên khen thưởng đồng bào chiến sĩ kịp thời chưa?" Bác đề nghị đừng để đồng bào và bộ đội thiếu hàng hóa tiếp tục sơ tán triệt để. Thưa bác, các đại đội radar 11 và 12 đã được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Tổng cục chính trị và quân chủng đã cho các đoàn văn công vào biểu diễn để cổ vũ tinh thần cho nhân dân, cho bộ đội. Bộ nội thương đã cử một đồng chí thứ trưởng vào trực tiếp lo việc cung cấp hàng hóa. Thế là tốt, chú trình bày tiếp đi. Vâng, báo cáo bác và các anh được tin giặc Mỹ leo thang ồ ạt ném bom miền Bắc, quân và dân các chiến trường ở miền Nam đều thi đua đánh địch, bắt giặc Mỹ phải đền tội. Với tinh thần đó, quân dân Sài Gòn gia định đã mở một cuộc tấn công sáng 30 tháng 3, táo bạo bất ngờ, đánh vào đại sứ quán Mỹ. Toàn khu sứ quán bị hư hại nặng, ta làm chết và bị thương 85 tên Mỹ tên phó đại sứ Alexis Johnson và tên giám đốc phân cục CIA ở Sài Gòn bị thương nặng. Johnson đã ký lệnh chi tiền để chúng sửa sang ngay lại tòa đại sứ của chúng. Đồng thời, chúng cũng ra lệnh cho không quân trả đũa. Không phải như hắn nói, ăn miếng trả miếng, mà chúng thừa cơ ổ ạt, ném bom bắn phá miền Bắc ngày 1 tháng 4 năm 1965, Nhà Trắng thông báo cho Bộ Quốc phòng Mỹ và ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Quân Mỹ ở Thái Bình Dương triệt phá hoàn toàn hệ thống đường xá, cầu phà phía Nam Hà Nội từ Thanh Hóa trở vào. Bộ Tổng Tham mưu đã nhận định địch sẽ bắn phá giao thông ác liệt mà trọng điểm là cầu Hàm Rồng. Đồng thời, đề phòng chúng đánh cả Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Chúng tôi đã điều động về tăng cường cho cầu Hàm Rồng, thêm hai đại đội pháo 57, chốt phía bắc cầu một đại đội và phía nam cầu một đại đội, một đại đội súng 14 ly 5 và pháo của hải quân ở trên sông Mã. Đồng chí Lê Duẩn chợt hỏi thượng tướng: "Đối với mục tiêu quan trọng như cầu Hàm Rồng thì bố trí lực lượng như vậy có mỏng không?" Thượng tướng chăm chú nhìn đồng chí Tổng Bí thư rồi đáp: Vâng, báo cáo anh. Như vậy là mỏng, nhưng mình còn nhiều chỗ phải bố phòng. Chúng tôi phải giật gấu vá vai, tranh thủ cơ động hòa lực những nơi địch chưa đánh ngay. Chúng tôi chưa kịp điều chỉnh. Thì báo cáo bác và các anh, lúc 10 giờ sáng, ngày mùng 3 tháng 4, nhiều tốp máy bay địch xuất phát từ các tàu chở sân bay Hancock và Corasi ở vùng biển Vĩnh Linh, Quảng Bình bay vào đánh phá khu vực cầu Hàm Rồng. Để chi viện cho mặt đất, chúng tôi đã cho không quân xuất trận. Hai biên đội của đồng chí Phạm Ngọc Lan và Trần Hanh đã đánh rất tốt. Sau 20 phút quẩn nhau với địch, không quân ta đã bắn rơi hai chiếc làm cho đội hình địch tan tác, hạn chế rất nhiều việc chúng tấn công vào khu vực cầu. Lần đầu tiên không quân ta xuất trận, đánh được địch và trở về an toàn. Đến 12 giờ 58 phút, địch lại tiếp tục đánh phá cầu Hàm Rồng các lực lượng phòng không đã chiến đấu suốt 2 giờ liền. Cán bộ nhân dân trong vùng và thị xã Thanh Hóa đã hết lòng phục vụ chiến đấu. Đến 14 giờ 40 phút thì trận đánh kết thúc. Thượng tướng dừng lại, nét mặt thượng tướng vẫn hiền hậu và nghiêm túc mỗi khi báo cáo tình hình với bác và các đồng chí trong bộ chính trị. Tính thượng tướng vốn ít nói và báo cáo công việc bao giờ cũng ngắn gọn rõ ràng. Nhưng lần này, Thượng tướng cảm thấy mình báo cáo đã quá dài. Thấy bác và các đồng chí lãnh đạo đang chờ đợi, Thượng tướng nói tiếp. Báo cáo bác và các anh. Sau ngày mùng 3 tháng 4, Bộ Tổng Tham mưu nhận định địch chưa đánh sập được cầu hàm rồng lại bị thất bại nặng nề thì nhất định chúng sẽ tập trung lực lượng đánh tiếp vào ngày hôm sau nên đã chỉ đạo quân chủng kịp thời bổ sung lực lượng đối phó với địch. Điều thêm 3 đại đội pháo của sư đoàn 234, pháo phòng không tử Vinh Gia. Sư đoàn 234 đã vượt mọi khó khăn, khẩn trương, tổ chức hành quân cấp tốc. Đến 8 giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 4, ta cơ bản đã triển khai xong trận địa. Chỉ còn 11 khẩu đang qua phả ghép thì trời cũng dạng sáng. Địch đã cho 4 máy bay AD-4 đến đánh phá phả trung đoàn phó vũ ý chỉ huy hành quân lập tức tổ chức chiến đấu bắn rơi ba máy bay tại chỗ báo cáo bác và các anh cùng lúc chúng đánh phá phà thì chúng tấn công cầu hoàng mai phía bắc hàm rồng tiểu đoàn tám trường sĩ quan phòng không đã bắn rơi tại chỗ thêm hai máy bay nữa của địch đến chín giờ ba mươi hai phút thì địch bắt đầu chính thức tung lực lượng tấn công cầu hàm rồng lần thứ hai lần này chúng cho lực lượng lớn với các loại máy bay F-105 cất cánh từ Thái Lan đi vào Hàm Rồng từ hướng Tây Nam và một hướng khác từ biển bay vào.